Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố đến 6 giờ ngày 23 tháng 8 để phòng chống dịch COVID-19. Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, thay vì chung tay cùng cộng đồng để đẩy lùi dịch bệnh, vẫn có nhiều trường hợp không tuân thủ quy định giãn cách, thậm chí là chống đối lực lượng chức năng, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của toàn xã hội. Đây là hình ảnh được ghi lại tại chốt phòng chống dịch COVID-19, đầu ngõ 108 Nghi Tàm, phường Yên Phủ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội vào cuối tháng 7. Cả vợ chồng này yêu cầu được đi vào bên trong với lý do không phù hợp với việc thực hiện giãn cách xã hội, nên lực lượng làm nhiệm vụ đề nghị hai người này quay về. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này đã có hành vi chống lại lực lượng chức năng. Hay trường hợp người đàn ông dùng mũ cối đập thẳng vào mặt chiến sĩ công an sau khi ông được yêu cầu đeo khẩu trang và không chịu chấp hành. Còn bạn trẻ này khi không thể xuất trình giấy đi đường hợp lệ, được lực lượng chức năng yêu cầu quay trở về, đã liên tục dùng những lời lẽ không hay để thóa mạ và xúc phạm đến lực lượng chức năng. Này, bây giờ tôi bảo ông này, xe không có biển số. Cần tôi thông tin lắp biển rồi, biển tỉnh không lắp hay được không? Đây chỉ là số ít trong những vụ việc điển hình về việc chống người thi hành công vụ trong thời gian giãn cách xã hội gần đây, gây nguy hại đến công tác phòng chống dịch. Việc chống người thi hành công vụ ấy thì thực ra là khá là nghiêm trọng và sẽ gây ra khó khăn rất là nhiều cho các cơ quan chức năng trong cái giai đoạn là khó khăn này của dịch. Thì bên cạnh việc là xử lý nghiêm những trường hợp như vậy để dặn mang tính răn đe thì cũng cần phải giáo dục và gọi là để cho họ hiểu được là cái tầm quan trọng của các đội phòng chống dịch để cho những cái trường hợp này càng ngày càng không xảy ra nữa. Không những thế, theo chỉ thị 17, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu tất cả các phương tiện vận tải hành khách, xe hợp đồng cấm di chuyển vào Hà Nội. Thế nhưng tình trạng xe khách, xe hợp đồng bất chấp lệnh cấm để hoạt động chui vẫn xảy ra, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Theo thống kê, trong 15 ngày giãn cách lần 1, bình quân số trường hợp bị xử phạt trong đợt giãn cách lên tới trên dưới 1 tỷ đồng mỗi ngày. Tính từ khi lệnh giãn cách theo chỉ thị 16 và 17 được áp dụng trên toàn thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt hàng nghìn trường hợp vi phạm. Hiện chúng ta đang chung tay để cùng với Đảng, Nhà nước và tất cả các cấp để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Mỗi một người dân chúng ta cũng như là các cái hộ kinh doanh cần phải chấp hành nghiêm các cái quy định liên quan phòng chống dịch. Tất cả những hành vi mà chống đối lại cái lực lượng mà phòng chống dịch COVID-19 đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chỉ thị số 17 ngày 23 tháng 7 năm 2021 và công điện số 18 CDUPNG ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội kể từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 đến 6 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2021 trên phạm vi toàn thành phố. Đối với một số trường hợp cố tình vi phạm sẽ phải chịu mức xử phạt sau: người không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc, ra ngoài không cần thiết bị phạt tiền tối đa 3 triệu đồng. Người không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19 thì bị phạt tiền tối đa 3 triệu đồng. Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể bị phạt tiền tối đa đến 15 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ Luật Hình sự. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa 20 triệu đồng đối với cá nhân, 40 triệu đồng đối với tổ chức. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19, bị phạt tiền tối đa 20 triệu đồng đối với cá nhân, 40 triệu đồng đối với tổ chức. Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự năm 2015, mức phạt tù tối đa 7 năm. Cũng phải tự được hiểu và phải thực hiện vì cái quy định của pháp luật là như vậy. Và hai nữa là cũng vấn đề nguy hiểm cho xã hội, nó đặt vào tình trạng báo động hơn. Thế cho nên là khi xét xử về tội phạm mà có liên quan đến bệnh dịch thì trong tình trạng này thì đều phải xử chiếu theo dưới cái quy định của pháp luật về tình tiết tăng nặng.
Thưa quý vị, không đeo khẩu trang ra khỏi nhà không có lý do cần thiết, chống đối lực lượng chức năng khi bị xử phạt là những hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch bệnh. Không có lý do nào chấp nhận cho những người thiếu ý thức, nhất là khi cả xã hội đang phải căng mình chống dịch. Sự đoàn kết, chung tay của người dân, nâng cao ý thức bản thân và tôn trọng pháp luật là những yếu tố quan trọng nhất để sớm đưa cuộc sống trở lại giai đoạn bình thường mới. Chương trình của chúng tôi cũng xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.